giả Minh Huệ thể hiện trong bài thơ Đêm nay bác không ngủ, được sáng tác vào năm 1951. Hôm nay, chúng em xin đại diện trường Trung học cơ sở Phú Bài 2 sẽ trình bày bài thơ Đêm nay bác không ngủ. Phần thi của chúng em xin được phép bắt đầu. Kính chúc ban giám khảo, quý thầy cô dồi dào sức khỏe. Kính chúc hội thi